ôm nó hả chị? Dạ ôm đi. Tôm này phi không có tốn tiền chị. Dạ hay xin được chị xin. Ví dụ như tôm nãy có nghe vậy mà có cho miếng, cho chị miếng nhớ cho em miếng luôn. Dạ giờ có trơn rồi. Dạ thấy giờ có giúp đỡ gì vậy cho xin cho miếng tôm về làm nhà chữa lại. Dạ miếng sao đổ, một miếng sao đổ, miếng sao đổ, sao đổ xin hết cả nhà luôn. Trời ơi, tại vì ba dưới ba còn nhắc nữa chứ. Mà nó xin một miếng làm sao đủ, đỡ lỡ xin rồi xin lỡ cái nhà. Xin lỡ cái nhà luôn. Chứ không biết, yêu luôn. Dạ, sao cho đủ nguyên cái nhà luôn. Đúng rồi, trong lúc mình rung quá, bây giờ rung quá, lỡ xin rồi là phải xin lỡ được căn nhà, đúng không? Lại căn nhà cho anh chị. Còn nếu không mình lấy, mình lợp được căn nhà rồi thì mình lấy cái miếng cái tôm cũ mình ra, mình lợp lại để mình xây cái chuồng. Hồi nãy như ý anh muốn là anh muốn là làm lại cái chuồng heo để nuôi heo và nuôi gà cho chị nhà nuôi heo nuôi gà, tại vì khớp gối không đi được đó. Và cái số tiền này ngoài trả nợ ra thì được chưa một ít chị nè, 4 triệu mấy 5 triệu em mua được chiếc xe, đúng không? Và trả được nợ ngân hàng. Rồi còn nói gì nữa, trong giây phút này mình chờ ba người nghệ sĩ với anh MC đã hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình. Để chào về, cảm ơn bốn người đó nha.